Chào tất cả bà con nhé. Hôm nay mình tiếp tục review cho bà con xem một cái chiếc xe i10 thôi. Xe nói chung là rất là ok, chạy cái gầm đường xấu này nó cũng nói chung là rất là chắc. So với xe mới không có so được, nhưng mà mình so với cái xe loại này nè thì mình thấy rất là tốt. Máy móc thì còn rất là ngon luôn. Nói chung là xe này anh em mà con mua về chạy dịch vụ thì ok. Mình sẽ đi đến cái điểm đẹp thật đẹp, mình sẽ dừng lại mình review cho bà con xem nha, để bà con mình cảm nhận được chiếc xe này coi nó có ok không để mình lấy ha. Thì ở khu vực mình đang đi về đó là chung cư nè, khu chung cư mình quay phim tại cái khu đây nó rất là nắng. Như từ sáng giờ là Pháp Anh cũng bán được tổng cộng là như là 3 chiếc rồi. Ở bãi trên Đồng Nai là cũng bán được 2 chiếc, và dưới này bán được 1 chiếc rồi. Và bà con mà mua, bà con có thể là cọc 10 đến 20 triệu tùy ha. Ví dụ như bà con cọc mà trong thời gian cọc mà 1 ngày 2 ngày á, là bà con có thể là sẽ lên bà con lấy bình thường, hoặc là bà con ở xa có thể chuyển tiền rồi bên mình sẽ bàn giao xe cho bà con. Xe này thì nó rất là tiết kiệm. Xe này anh em bà con mà vùng sâu mua về chạy gia đình thì dịch vụ rất là ngon nha. Đồ chơi trong xe thì nhiều. Xe này thì lúc nãy đứng ngoài nắng là rất là nắng luôn, nhưng mà ngồi bên trong rất là mát và thoải mái ha. Đây là đồ đây trong xe nè. À đây cái cà vẹt này, đời 2014 luôn mà con ơi, Hyundai đời 2014, Hyundai 85A ha. Ô tô Hyundai Grand i10 đúng không, nhập Ấn Độ 2013, nhập Ấn Độ nè. Xe này là nó không có niên hạn sử dụng và hết ngày đăng kiểm là ngày tháng 2 năm 2022, hơn 1 năm luôn nha, rất là dài. Số chỗ ngồi cho phép là 5 này, dòng này là 0998, chưa tới 1 chấm luôn ha. Cái hết cái bảo hiểm này. Không gian xe này ngồi rất là thoáng và rộng nữa. Cái này nó có remote ha, remote đầy đủ hết nha này. Ghế là ghế bằng da bò, ghế riêng theo xe luôn, có chữ Hyundai luôn ha. Trần thì bằng nỉ được chủ người ta bọc mi lông hết rồi, cho nên là nhựa rất là sạch. Và trên này cái tấp bi nó cũng sạch, là người ta lót cái tấm i10 này lên ha, để cho khỏi chống nắng, khỏi chói á. Và cánh cửa tấp bi bà con nhìn thấy không, đó đầu đít sùng chỉ Diên Nguyên ha. Sạch, nói chung là xe này rất là sạch. Ghế thì cái này là chức năng đẩy lên để xuống thôi. Cốp rất là đẹp và sạch luôn ha. Nói chung là cái cốp này anh em nhìn thấy không, zin hết. Những cái cao su ron còn rất là đẹp ha, rất là đẹp. Chỗ này nó thiếu cái tấm bằng nhựa nè. Nếu mà anh em mà con nào ví dụ như là nhà mình có cái miếng ván gì, có thể là mình cắt một miếng, hoặc là muốn thẩm mỹ hơn thì mình kiếm cái ván mà đẹp đẹp tí xíu hơn. Dòng này là nó rộng lắm, nó là 5 chỗ ngồi, giấy tờ là 5 chỗ, nhưng mà mình ngồi nhiều hơn cũng được, nhưng mà quan trọng là mình có xếp được hay không thôi. Xe này là hoàn toàn là sơn mới hoàn toàn nha. Sơn mới hoàn toàn. Đây là cái đồ nghề của xe thôi. Cái vỏ nó còn khoảng cỡ từ 60-70% ha. Gầm rất là sạch nha. Thì tiếp tục cánh cửa phía bên này mà con nhìn thấy nè, rất là rộng ha. Nắp của nó rất là đẹp, mấy nắp trong này là sơn zin còn nè, nhưng mà lâu ngày quá nó bị thoái hóa cái sơn này, nhiều nhựa thì đẹp ha. Xe này được chủ người ta dán chống nóng hết rồi nha bà con mình. Nhựa này còn tuyệt vời ha. Được cái dòng này là xài mâm đúc rất là đẹp, mâm mới tinh luôn, và cái lòng trong này nó còn rất là ok ha. Nha, mình sẽ đi qua cánh cửa phía bên tài, sau bên tài cho bà con mình xem ha. Vỏ bên này còn 80% luôn nha. Dòng xe này rất là bền nha bà con, anh chị em bà con. Nếu mà anh em bà con nào mà mua mà đi gia đình thì tuyệt vời luôn.
Này gầm xe bên này nè. Ồ gầm mới tinh luôn. Ôi gầm đã thiệt chứ. Quá trời đẹp cái gầm luôn. À, tiếp tục cái cửa phía bên phía sau bên tài để cho bà con mình xem thử cái chất lượng của nó như thế nào ha. Dòng này nó tới 4 cái loa nắp bên trong cũng sạch rồi. Xe này thì anh chị em bà con nào mà không mua được nhanh tay thì tiếc nè. Tại cái xe này cái giá Pháp Anh đưa ra nó cũng rất là hợp lý. Tại vì mình cân đối giá trên mạng để mình bán cho bà con. Giá thị trường xe này nhiều chỗ người ta bằng vẫn bán cao lắm. Nhưng mà xe này nói chung là mình mua rẻ được thì mình quay mình bán rẻ cho bà con luôn. Có 100 mấy thôi là có chiếc xe ô tô đi rồi. Mà dòng IN10 này rất là bền, động cơ nó bền lắm. Bệ thắng chân thấy không? Nó thắng chân, sàn sạch đẹp. Nó nhìn thấy cái tư thế dòng này. Cái km xe đi cũng ít hơn có 950 mấy ngàn, mình nghĩ là km này là bị tua rồi chứ không còn nữa ha. Thực sự ra mấy cái xe này nếu mà nó đúng của nó là nó sẽ rất là nhiều nữa. Chứ nó không có 9 mấy ngàn đâu. Nó sạch sẽ thôi. Nói chung là rất là đẹp. Còn những cái chi tiết gạt lên xuống xi nhan là ok hết ha. Vô lăng là đẹp. Thích hợp. Phần số. Bây giờ mình sẽ đi thêm cái chi tiết phần động cơ máy cho bà con mình xem ha. Mâm chân trước này là nó là thắng đĩa ha. Thắng đĩa, sau là thắng đùm. Dòng này là chưa có thắng ABS đâu nha anh chị bà con. Về cái phần đầu nè, cái này là nó, cái dòng này là chưa có lên đèn ha. Bạn đủ là nó sẽ có cái đèn ở đây, mà cái này chưa có. Cho nên anh em nào mà muốn lên cái đèn này hết 1 triệu một cái. Một cặp nó chỉ có hết có 2 triệu thôi, nhưng mà xe sẽ đẹp lên liền. Và cái xe này biển số 85A này là ngay chủ luôn. Anh em mà mua thì Pháp Anh sẽ ký giấy ủy quyền cho bà con. Hoặc là bà con hãy cần rút thì bên Pháp Anh sẽ rút cho bà con ha. Đèn này còn đẹp, nói chung là đèn riêng trong xe còn nó hơi ổ một chút xíu thôi, nhưng mà còn xài được, không cần thay ha. Còn nước sơn thì bà con nhìn thấy được chủ người ta giữ, người ta kỹ lắm. Thôi máy nó sạch sẽ, máy nách máy. Máy nó rất là ok luôn. Và những cái chân ốc, khúc góc nách của ốc là còn nguyên hơn. Động cơ này nó xài bằng bét full mà có 1 chấm thôi, cho nên là rất là tiết kiệm. Dòng này 100 cây nó tiêu thụ chỉ có 4-5 lít thôi, nếu mà chuẩn mới ha. Còn cũ như thế này thì mình chưa có test thử, mình chưa biết nhờ không. Cho nên là khi bà con nào mà muốn đến xem cái xe này, hoặc là nếu mà không tin tưởng Pháp Anh là có tả xe này không đúng, thì bà con đưa thợ lên ha. Cái máy dè này, máy dè riêng nó có chữ Hyundai nè. Nắp bên trong còn sạch thôi. Đó, mình có thể là dẫn thợ tới đây mình test thử cái xe có cái máy có đúng như Pháp Anh tả không ha. Đây là cái nước máy. Cái máy này đang nổ máy, bà con đừng nên mở này ra. Mở này rất là ghê hơ gớm luôn. Cái độ nước sôi của nó văng lên như mặt là tiêu luôn á. Rất là nhiều người bệnh cái này rồi. Máy nó còn nghiêm hơn. Máy này thì bà con đi mà 5 năm nó cũng chưa phải làm máy đâu. Nhìn nó vào với cái loại máy nó rất là bền. Nó không phải như những cái dòng khác đâu. Anh em bà con nào mà đang có những cái mẫu xe khác, hoặc là cái mẫu xe mà loại mà mình đang đi, hoặc là hao xăng quá hay là không tốn nguyên liệu quá mà muốn nâng cấp lên cái dòng sản phẩm đời cao này, thì hãy liên hệ trực tiếp bên Ô tô Pháp Anh để Pháp Anh sẽ mang cái xe này đổi cho bà con.
Thì anh em bà con nào mà đang ở khu vực mình mà có bán xe hoặc là có những người cần bán xe, cứ liên hệ cho Pháp Anh nha. Pháp Anh mà mua được hoặc Pháp Anh mà có bán được thì Pháp Anh sẽ gửi hoa hồng cho bà con với cái giá ưu đãi nhất, để cho bà con mình có thể hợp tác tốt và hai bên thuận lợi. Và anh em bà con ở Sài Gòn nè, nếu mà những anh em mà buôn xe hoặc là anh em nào mà đang tập thích mua xe hoặc là bán xe thì cứ liên hệ cho Pháp Anh. Sẽ có nhân viên Pháp Anh nghe máy với bà con, và bà con có thể là sẽ mang những cái con xe của mình đến tại khu vực Sài Gòn này, mình sẽ review, mình quay và mình bán hộ cho bà con ha, và mình sẽ lấy hoa hồng cho bà con đó. Cho nên là tất cả bà con và anh em mình hợp tác tốt về cái xe cộ này thì cùng đi lên rất là chuẩn luôn. Tại bây giờ cái ngành nghề ô tô này đang rất là thịnh, cho nên là anh em mình cứ thế phát triển thôi. Thôi mình cũng kết thúc video và cảm ơn anh em mà con đã theo dõi clip của Pháp Anh, và anh em mà con thấy hay đăng ký chia sẻ hộ mình nha. Bye bye.